Chào mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ, xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay Auto Việt Nam xin phép được giới thiệu tới anh em chiếc xe Fortuner phiên bản máy xăng 2 cầu số tự động. Sản xuất vào năm 2016, đăng ký lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2016 tại Lai Châu. Đây là một trong những chiếc xe lắp ráp tại nhà máy Toyota Việt Nam. Ở thời điểm năm 2016 thì chủ sở hữu của chiếc xe này phải bỏ ra xít soát gần 1,2 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này. Đây là phiên bản cao cấp nhất sử dụng máy xăng, và như anh em có thể thấy là toàn bộ chiếc xe được trưng bày tại Salon Việt Nhật Auto có địa chỉ tại số 89 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Còn rất mới, ví dụ chẳng hạn như tôi chia sẻ cho anh em đó là phần cụm đèn được sử dụng bằng cụm đèn projector nhé, vẫn còn rất là trong. Đây là chiếc xe Fortuner phiên bản sử dụng động cơ 2.7 lít Sportivo. Phiên bản được độ thêm một số các chi tiết ở phía bên ngoài để tăng cái vẻ thể thao cho chiếc xe này. Tôi muốn chia sẻ một chút ở phần phía bên hông xe, xin mời anh quay phim sang phía bên này. La răng đã được sơn bằng màu xám, trông nó rất là thể thao và khỏe khoắn. Sử dụng lốp là 265, 65 và R17, đây là la răng 17 inch. Theo như một số các thông tin đến từ phía chủ salon xe thì chiếc xe này đã được độ Smart Key. Anh em chỉ cần mở cửa xe thôi, không cần phải bật chìa khóa nữa. Đó, như này. Đó. Rồi. Đó. Phần đèn phần phía đằng sau được ốp những cái phần viền phía bên ngoài rất đẹp. TRD Sportivo nhé. Đó. Chủ salon cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng là đã chạy được khoảng trên 4 vạn rồi. Nhưng mà hiện tại tình trạng xe thì còn rất mới. Quý vị các bạn, anh em nào đang cần một chiếc xe để đi lại thường xuyên hàng ngày ở trên những cái vùng núi cao ấy, thì chiếc xe Fortuner máy xăng này phiên bản 2 cầu nó vẫn là một trong những cái sự lựa chọn nó rất là phù hợp để chúng ta di chuyển ở những cái cung đường đèo núi, cần một cái chiếc xe có khả năng cơ động và linh hoạt. Và sau đây thì Auto Việt Nam xin phép được mời anh em vào bên trong khoang nội thất xe để khám phá phần nội thất xe của chiếc xe này. Đi. Ok. Lên đây. Tôi mời anh quay phim lên đây. Đó. Xin lỗi anh em, tại vì salon hơi chật chội nên là tôi sẽ chia sẻ cho anh em ngắn gọn thôi, không nhiều. Anh em có thể thấy đây này, đây là đề nổ start top. Chiếc xe này đã được nâng cấp, đã được độ thêm cái phần chi tiết này thay vì nguyên bản chiếc xe là sử dụng chìa khóa cơ. Rồi. Còn lại thì anh em có thể thấy là toàn bộ nội thất của chiếc xe này còn rất là mới. Và những cái chi tiết ở phần phía trên này, người chủ xe họ cũng rất là giữ gìn, bọc thêm những cái phần che nắng ở đây để tránh ánh nắng ở phía bên ngoài dội vào phần táp lô xe đây, nó sẽ bị bạc. Chủ xe họ rất là giữ gìn. Ở phần phía bên ghế lái của tôi là phần ghế chỉnh điện, chỉnh điện 8 hướng. Còn phần phía bên ghế phụ của nó thì là chỉnh tay. Toyota thì nổi tiếng với không gian rất rộng rãi. Ở phần phía đằng sau tôi sẽ cho anh em khám phá thêm. Đó. Chiếc xe này được chủ nhân họ rất là giữ gìn, bởi lẽ vậy nên bề mặt da nó còn rất là căng mịn. Rồi ở phần phía bên dưới này anh em có thể thấy là người chủ cũ họ cũng mua rất nhiều những cái đồ linh kiện ở trong hãng. Ví dụ chẳng hạn như cái phần để chân này cũng là mua trong hãng của Toyota. Với mức giá bán mà Vietjet Auto đang chào bán chiếc xe này là 750 triệu đồng thì nếu như anh em nào đang quan tâm tới những cái mẫu xe Fortuner máy xăng phiên bản năm 2016 này thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với chủ xe, chủ salon, mà số điện thoại thì chúng tôi đã đặt ngay ở phía bên dưới màn hình của các bạn. Giá thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn có thể thương lượng và đàm phán được khi mà anh em xuống đây gặp trực tiếp chủ salon xe. Anh em đừng quên đọc Bát Auto Việt Nam để nhận được mức giá hỗ trợ tốt nhất đến từ phía chủ salon xe nhé. Còn bây giờ thì xin mời đến với phần chi tiết nội và ngoại thất xe. Baby, now let me warm you up.
Baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart. Every day I lie.